Quý vị khách hàng, quý vị các nhà đầu tư, chào mừng tất cả mọi người chúng ta cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán trao đổi ký gửi nhà đất uy tín số 1 tại khu vực Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong buổi sáng hôm nay thì Nhà đất Bảo Hoàng xin được gửi tới tất cả mọi người chúng ta một sản phẩm trong video nhà phố cực đẹp, giá cả phải chăng, thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mà chúng ta đang được xem qua màn hình video là một trong năm căn nhà phố vừa mới hoàn thiện xong. Và tất cả 5 căn nhà này đều theo một kiểu kiến trúc, đó là kiến trúc Cityland, một kiểu kiến trúc nhà phố cực kỳ đẹp trong phân khúc thị trường nhà phố của đầu năm 2020. Và trước khi giới thiệu những hình ảnh thông tin về căn nhà này thì Hoàng xin được phép giới thiệu mọi người về trục đường cũng như những thông tin liên quan đến vị trí căn nhà chúng ta đang hiện hữu. Vâng, và đây là trục đường di chuyển vào phía trước mặt tiền 5 căn nhà. Trong video buổi sáng hôm nay, với trục đường này thì chúng ta di chuyển ra đường quốc lộ 13 trong bán kính chỉ từ 100 đến 120 m, và cũng tại vị trí này chúng ta về lại với cầu vượt Bình Phước chỉ mất từ 2 đến 3 phút di chuyển bằng xe. Và nếu chúng ta di chuyển vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh qua cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu thì chúng ta sẽ đi ngược theo ngược chiều lại thì từ 2 đến 2,5 km và sẽ ra với trục đường Phạm Văn Đồng và các trục đường lớn của quận Thủ Đức cũng như là quận Bình Thạnh và các trung tâm quan trọng trong khu vực. Vâng, đây là vị trí mà căn nhà chúng ta đang hiện hữu trong một khu phố dân trí cao với nhiều căn nhà phố liền kề. Vâng, cùng trở lại với những thông tin hình ảnh chính của căn nhà chúng ta. Căn nhà chúng ta được thiết kế với kiểu thiết kế cơ sở là một trệt hai lầu, một sân thượng, phòng thờ, phòng bếp, phòng khách và gara xe máy. Với diện tích ngang 4, chiều dài 14 m, tổng diện tích là 56 m². Hướng căn nhà chúng ta là hướng đông, phù hợp với quý nhân gara chúng ta theo phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này được bán với một mức giá rất ưu đãi, chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng, thương lượng trực tiếp với chủ nhà, cũng như là giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp rõ ràng, hoàn công đầy đủ và có thể sang tên trong ngày. Và với căn nhà của chúng ta thì ngân hàng hỗ trợ vay vốn cho quý anh chị khách hàng chúng ta lên tới 70-75% tổng giá trị của căn nhà. Vì vậy hãy liên hệ ngay với căn nhà đất Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, cũng như là truy cập vào website nhadatbaohoang.com hoặc truy cập trực tiếp vào kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng để biết thêm những thông tin liên quan đến căn nhà cũng như là những sản phẩm liên quan và phù hợp với quý anh chị khách hàng. Còn bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu những thông tin, những hình ảnh về căn nhà của chúng ta trong video buổi sáng hôm nay. Vâng, tại vị trí mặt tiền như những căn nhà liền kề phía bên mà hiện tại Hoàng chưa có mở cửa thì chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt hàng kiên cố cũng như là các CNC và sơn màu đen.
Và tại vị trí phía trước gara chúng ta sẽ có một mái hiên đổ bằng vuông vắn tại vị trí mặt tiền. Và với một bộ cửa này thì chúng ta sẽ rất là yên tâm với trong vấn đề an toàn của căn nhà chúng ta. Và tiếp theo là vị trí gara xe máy của nhà mình. Và nếu như chúng ta có xe hơi thì chúng ta cũng có thể di chuyển thẳng vào vị trí phòng khách nếu chúng ta trưng dụng vị trí phòng khách của chúng ta làm sân đổ xe hơi. Và chúng ta sẽ có một bộ cửa được làm bằng nhôm xin pha loại thép và sơn màu trắng, cũng như là kính cường lực 12 ly trong suốt. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng vào bên trong để cùng khám phá vị trí phòng khách của căn nhà chúng ta. Với thiết kế chuẩn cơ bản là gạch nền nhà được lát bằng gạch thoa 50 phân màu vàng nhạt sáng bóng. Và trần giật cấp 2 tầng đối lưu cũng như là các loại đèn chi tiết ở phía mặt trần. Và tại đây chúng ta sẽ có một vị trí phòng bếp được nâng cấp lên thêm 2 bậc cấp như mọi chúng ta đang được xem qua màn hình video. Và đây là hình ảnh về phòng bếp trong khu vực tầng trệt của căn nhà. Một diện tích rất là rộng. Với bộ tủ kệ 2 tầng được làm bằng gỗ nội thất cao cấp. Và tại vị trí tầng trệt chúng ta cũng sẽ có một phòng vệ sinh tích hợp cho tầng trệt để chúng ta sinh hoạt thoải mái tại vị trí tầng trệt. Rất thuận tiện, một phòng vệ sinh đa năng cao cấp. Vâng, còn bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng nhìn ngắm tổng thể hình ảnh không gian của tầng trệt căn nhà của chúng ta, bao gồm 3 vị trí phòng bếp, phòng khách và gara xe máy. Tiếp theo xin mời mọi người chúng ta cùng lên tầng 1 để cùng tham quan 2 phòng ngủ đầu tiên của nhà mình qua lối cầu thang. Được thiết kế 2 kiểu thiết kế cơ bản, đó là thiết kế được xây dựng theo hình dứt dắt và một kiểu thiết kế tay vịn được làm bằng gỗ, cũng như là gạch lát lối cầu thang được lát bằng 2 loại gạch, đó là gạch đá hoa cương và gạch hoa bông kiến màu trắng và màu đen. Còn với cùng một mẫu sản phẩm mà video buổi sáng hôm nay nhà đất Bảo Hoàng giới thiệu đến tất cả mọi người, thì hiện tại nhà đất Bảo Hoàng đang phân phối ra thị trường cùng mẫu sản phẩm này có tới hơn 80 căn với nhiều vị trí khác nhau và nhiều diện tích khác nhau, hướng nhà khác nhau và với nhiều mức giá khác nhau. Vì vậy nếu quý nhân khách hàng chúng ta yêu thích mẫu nhà này thì hãy liên hệ ngay với kênh nhà đất Bảo Hoàng để đến tham quan, lựa chọn cho mình một sản phẩm nhà phố như thế này với những vị trí mà quý vị khách hàng chúng ta lựa chọn cũng như là các hướng và mức giá theo ý muốn của tất cả mọi người. Vâng, và đây là căn phòng đầu tiên, phòng ngủ số 1 của căn nhà chúng ta. Sẽ có một ban công ở phía trước dành riêng cho phòng ngủ số 1 tầng 1 căn nhà. Và đây là không gian diện tích cơ bản về căn nhà, về phòng ngủ của nhà mình. Cũng như có một phòng vệ sinh tích hợp phía trong phòng ngủ. Và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng di chuyển sang phòng ngủ số 2 để cùng tham quan. Còn chúng ta sẽ có một hệ thống giếng trời ở phía đối diện lối vào phòng ngủ số 2 với một bộ cửa nhôm xin pha 2 cánh. Tiếp theo mọi người chúng ta sẽ chuyển lên tầng 2 để cùng
tham quan tiếp theo vị trí tầng 2 với phòng ngủ số 1, xin lỗi, phòng ngủ số 3, phòng thờ và sân thượng của căn nhà. Vâng, và đây là hệ thống giếng trời đón ánh sáng từ bên trên phủ sóng cho toàn bộ không gian của căn nhà. Vâng, và đây là phòng ngủ của nhà mình cũng như một phòng vệ sinh tại tầng 2. Cái phòng này cũng đồng diện tích với phòng ngủ số 2 tại tầng 1 của căn nhà. Và vị trí phòng chức năng cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng cho căn phòng này làm phòng thờ, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng phòng này làm phòng ngủ vì diện tích tương đồng như phòng ngủ số 1, phòng ngủ đầu tiên của căn nhà chúng ta. Và một vị trí phía trước tầng 2 căn nhà chúng ta đó là vị trí ban công của nhà mình. Rất là rộng để chúng ta đặt những bộ bằng ghế đá hoặc là ghế gỗ để hoặc trồng các chậu cây kiểng, chậu rau ở phía trước ban công của nhà mình. Cũng như ở vị trí này thì chúng ta ra ngắm cảnh và hít không khí khu vực này rất là trong lành. Vâng, và một lần nữa thì nhà Bảo Hoàng xin được chia sẻ lại những thông tin liên quan đến căn nhà. Căn nhà chúng ta hiện hữu tại vị trí giao nhau với trục đường quốc lộ 13 thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của nhà chúng ta là 56 tổng diện tích, ngang 4 và chiều dài là 14 m, hướng nhà là hướng đông. Và một mức giá rất ưu đãi cho căn nhà này chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng, thương lượng trực tiếp với chủ nhà cũng như là giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp rõ ràng, hoàn công đầy đủ và có thể làm thủ tục sang tên trong ngày. Vì vậy, nếu quý khách hàng chúng ta đang mong muốn tìm kiếm một căn nhà tại vị trí mà Hoàng vừa chia sẻ với một mức giá phù hợp như vậy thì hãy liên hệ ngay với căn nhà Bảo Hoàng theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để đến tham quan cũng như sở hữu ngay căn nhà này. Và một lần nữa thì cũng đừng quên theo dõi căn nhà Bảo Hoàng và ủng hộ căn nhà Bảo Hoàng bằng cách bấm nút đăng ký, nút thông báo cùng quả chuông để có thể đón xem những phẩm mới nhất đến từ căn, cũng như là truy cập vào website nhatbaohoang.com để biết thêm các chi tiết. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.